trong lô này thì xốp có về đủ cho anh em cả XR cả MR chứ. Ở đây là MR này. MR này thì về kích thước thì nó sẽ nhỉnh hơn MXR một chút, nó sẽ to hơn nhé. Với cả các cái phần núm nước nó phay thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nhé. Em này là mặt vàng, công suất 250W. Đấy. Em này thì chất tiếng thì nó là dạng tương đối tốt, anh em có thể chơi được Mỹ Nhật, nó chơi tốt. Sau đây thì quay chi tiết cho anh em tất cả các phần xung quanh ngoại thất, ốc đồng. Đẹp hết. Sơn này thì còn zin, vẫn còn nổi cát, đẹp luôn. Đấy, hậu cũng rất là đẹp. Công suất thì 250. Dòng này thì anh em chơi loa thì có thể chơi từ 4 đến 16 ohm được này. Bên hông cũng đẹp hết. Những cái dòng này thì các bác chơi loa, ví dụ như em đang kéo cái cặp 150 này, bát 40 này của Mỹ này, chơi Nhật chơi Mỹ, Âu thì một số dòng thôi chứ không phải chơi được nhiều dòng Âu đâu, vì bản thân loa châu Âu, đặc biệt loa Đức, không phải là dòng dễ ghép đấy. Mặt đây anh em nhé, rất là đẹp, mặt vuông núm còn rất là đẹp luôn, núm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm hết, hợp kim nhôm vuông rất là đẹp. Đó, chiếc này thì anh em có nhu cầu thì liên hệ với shop theo số máy này, số Zalo luôn nhé. Đấy, vừa tầm hơn thì em có cả 5.7 XR này, này. Hoặc là 6.7 MR, XR, 6.7 XR có. Đấy, XR cát có. LXA có, XA có. Rất là nhiều đời. KX cũng có. Riêng ở đây bây giờ là em có khoảng độ tầm 5-6 model của họ nhà Sơn Xui 6.7. 6.7 MR này. 6.7 XR này. 6.7 XR cát này. 6.7 LXA này. 6.7 XA này. Đấy. Còn em này nữa là 6.7 KX này. Đấy. Rất là nhiều dòng 6.7 cho anh em chọn. Anh em quan tâm thì liên hệ nhá. Xin cảm ơn các bác.